chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vâng, hôm nay ngày 11 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo hàng về. Vâng, ngày hôm nay về với cửa hàng thì có duy nhất một cặp loa, duy nhất một chiếc âm ni, duy nhất một chiếc đài về với cửa hàng. Trong đó có 3 chiếc quạt về với cửa hàng ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020. Và ngày hôm nay là những siêu phẩm cập bến với cửa hàng nhé. Cửa hàng vẫn thông báo cho quý khách hàng những siêu phẩm luôn cập bến trong ngày. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng thì còn rất nhiều những sản phẩm về audio và những sản phẩm như những chiếc quạt là hàng sưu tầm bên cửa hàng. Vâng, những cặp loa khủng như 4343, cửa hàng đang có 2 cặp, 4344 có 1 cặp, 4344 MK2 có 1 cặp. Cặp loa Thunberry GR có 1 cặp, Canterbury 15 có 1 cặp. Và sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì toàn siêu phẩm đặc sắc được cửa hàng lựa chọn, tuyển chọn rất là kỹ về với cửa hàng ngày hôm nay nhé. Vâng, cửa hàng sẽ quay 3 chiếc quạt về trong ngày hôm nay trước. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật được 3 chiếc quạt nửng. Chiếc quạt đầu tiên mang mã số 52 là một chiếc quạt na cảm ứng nồng, có sải cánh 30. Vâng, chiếc quạt Nationa cánh 30. Chiếc này thì mang mã số 50 là một chiếc quạt na cảm ứng nồng. Một chiếc quạt cảm ứng nồng này mang mã số 52 này. Có sải cánh 30. Tiếp theo đến một sản phẩm có sải cánh 35, ngày hôm nay cập bến với cửa hàng mang một mã số 53. Vâng, chiếc này thì còn rất mới và đẹp này. Tất cả 3 chiếc quạt về trong ngày hôm nay thì đều có độ mới, độ đẹp như nhau. Vâng, chiếc 53 thì có sải cánh 35. Sải cánh 35 thì rất là hiếm có luôn. Thì ngày hôm nay cập bến với cửa hàng được một chiếc la vương miện. Chiếc quạt này thì còn rất là mới luôn này. Vâng, độ đẹp của sản phẩm thì mỗi clip cửa hàng thông báo trên kênh của mình. Những vị khách hàng cũng đã thường xuyên theo dõi kênh được biết những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và cửa hàng cũng đã thông báo qua cho quý khách hàng những sản phẩm có độ đẹp như thế nào. Vâng, một chiếc la vương miện nắp lật về trong ngày hôm nay. Mang mã số 53, có sải cánh 35 về với cửa hàng. Có sải cánh 35. Chiếc quạt này thì được thiết kế 4 phím tốc độ gió và có hẹn giờ túc năng. 2 đồng hồ hẹn giờ túc năng. Vâng, tất cả sản phẩm đẹp, chạy hoàn hảo, ok. Vâng, ngày hôm nay thì có 2 chiếc Lationa. Và tiếp theo đến một chiếc của hãng Toshiba. Như quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây là một chiếc quạt Toshiba lửng. Được thiết kế 4 cánh, sải cánh 30. Vâng, quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng một chiếc quạt có vẻ đẹp đây. Nhìn tổng thể của một chiếc quạt thì chiếc quạt này nhìn rất là độc luôn, đẹp. Vâng, trong năm ngoái thì cửa hàng cũng đã cung cấp ra thị trường vài chiếc như này rồi. Chân đế xoay. Chân đế xoay, một chiếc quạt lửng mang mã số 54 của hãng Toshiba.
Chiếc quạt này thì có 3 phím tốc độ gió này, chân đế xoay. Vâng, cũng còn rất là đẹp. Chân đế xoay. Và độ đẹp và độ mới của sản phẩm thì quý vị và các bạn cùng với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trải nghiệm mỗi một clip, mỗi một thước phim. Cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn những chiếc quạt về trong ngày. Vâng, đây cửa hàng sẽ quay tổng thể cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của 3 chiếc quạt về trong ngày hôm nay. Đang hiện diện trước màn hình quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn đây. Một chiếc mang mã số 52, một chiếc mang mã số 53, một chiếc mang mã số 54. Chiếc ở giữa mang mã số 53 thì có sải cánh 35 và hai chiếc bên cạnh thì có sải cánh 30. Vâng, tiếp theo thì cửa hàng đang trưng bày trước mắt quý vị và các bạn đây là những siêu phẩm được cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh lựa chọn đấu giá trực tiếp trên eBay về với cửa hàng. Ngày hôm nay về với cửa hàng thì được duy nhất một chiếc âm ni Fisher 800T, còn nguyên thùng hộp, đầy đủ phụ kiện đi kèm, giấy khai sinh rồi thì tất tần tật có đầy đủ đây. Cửa hàng cũng đã bóc tách và trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Duy nhất có một chiếc âm ni Fisher và một cặp loa Bose 601 Series 3. Đây là những sản phẩm được cửa hàng đấu giá trực tiếp trên eBay. Về với cửa hàng ngày hôm nay thì độ đẹp của chiếc âm ni Fisher 800T, quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng và cùng với cửa hàng sẽ quay chi tiết một lần cho quý vị và các bạn có thể cảm nhận và đánh giá sản phẩm. Vâng, vừa cửa hàng thì có bóc hàng ra cũng thắc mắc tại sao lại quyển Captano lại 500TX. Thì cửa hàng có điện lại và hỏi thì đầu hàng có nói là không có quyển Captano 800TX đâu nhé. Tìm được quyển Captano 800TX trên thị trường thì bên kia sẽ tặng cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh một chiếc âm ni này. Vâng, nhưng đây là sản phẩm về với cửa hàng ngày hôm nay có độ đẹp như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Một vẻ đẹp hoàn mỹ, đẹp 99,9% luôn. Vâng, cửa hàng xin thông báo cho quý khách hàng. Đây là một quyển Captano của sản phẩm này. Tất cả sơ đồ của những chiếc âm ni, của chiếc âm ni Fisher 800T về trong ngày hôm nay. Vâng, đây là một quyển Captano có các modem. Vâng, vị khách hàng nào mà sử dụng được chiếc âm ni này thì thật là tuyệt vời và hết ý luôn. Vâng, đây. Vâng, đây là giấy tờ, sổ sách và phụ kiện đi kèm trong một chiếc Fisher 800T ngày hôm nay cập bến với cửa hàng. Và đây là sản phẩm đấu giá trực tiếp trên eBay. Và khi về với cửa hàng, một chiếc túi nylon này được đựng phía bên trong là 4 chiếc chân của lắp dưới đáy. 4 chiếc chân lắp dưới đáy của một chiếc âm ni Fisher 800T nhé. Vâng, bảo vệ thật kinh khủng luôn. 4 chiếc chân được lắp và cửa hàng cũng đã tháo để lắp ra rồi. Vâng, chiếc âm ni Fisher 800T, tất cả những chiếc âm ni Fisher đều về đến Việt Nam là không có hồi gỗ. Và đây là tất cả hồi gỗ được cửa hàng cũng đã lựa chọn để đặt luôn sản phẩm về, chỉ việc bán cho quý khách hàng thôi. Vì cửa hàng biết những sản phẩm về với cửa hàng thì cửa hàng cũng đã đặt hàng rồi. Những vỏ gỗ là tại Việt Nam làm nhé. Còn những chiếc âm ni Fisher 500 tất tần tật là đều không có hồi gỗ.
Vâng, cửa hàng thông báo cho quý khách hàng như vậy. Và ngày hôm nay cửa hàng sẽ lia máy quay cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của chiếc Omni Fixer 800T có độ đẹp 99,9%. Eo ơi mới kinh khủng. Quý khách hàng đang được nhìn thấy vẻ đẹp của sản phẩm từ những chiếc lúm này như bọc vàng vậy. Mới kinh khủng luôn. Tất cả quý khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nhỉ. Nhìn này, đẹp dã man luôn. Omni Fixer 800T về với cửa hàng ngày hôm nay thì nó có độ đẹp 99,9%. Còn nguyên thùng hộp và thùng hộp của sản phẩm cửa hàng đang để trên đỉnh một vỏ thùng cặp loa Bose 601 Series 3. Ôi đẹp quá. Vâng, vị khách hàng nào hãy nhanh tay để sở hữu chiếc Omni Fixer 800T ngày hôm nay. Ôi mới kinh khủng. Chưa hề lau chùi luôn. Như thế nào trong thùng thì bóc ra vẫn vậy. Tất cả quý khách hàng cùng với cửa hàng này, nhìn tất cả vẫn còn ánh nguyên như là mạ vàng. Mặt kính cũng vậy. Và đây, độ đẹp của sản phẩm này. Quý vị và các bạn hãy cùng với cửa hàng, bên ngoài nó đẹp lắm luôn đấy ạ. Vâng, không phải vì sản phẩm xấu mà cửa hàng quảng cáo để nâng ta cao tầm quan trọng, để cho quý khách hàng có thể gây chú ý đến sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, nhưng không phải thế nhé. Đẹp, cửa hàng có quyền thông báo sản phẩm đẹp để cho quý khách hàng có thể lựa chọn túi tiền của mình để mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Đây là những sản phẩm trưng bày để quý khách hàng sử dụng trong không gian nhà mình. Khi nhìn vào những sản phẩm thì chỉ có yêu và không có ghét. Và khi nhìn đến sản phẩm đẹp như vậy thì hãy nhớ đến cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nhé. Vâng, quý khách hàng đang được nhìn thấy đây. Vâng, quay qua một chiếc điện thoại thì có vẻ hơi bị lóa một chút, nhưng bên ngoài như một chiếc như một thanh cửa hàng xin tả nhé, như một thanh lốc bóng nhoáng luôn. Phía trên này, chiều cửa hàng bóc ra thì mê sản phẩm này kinh khủng luôn. Vâng, đây vỏ gỗ thì cửa hàng mới lắp vào để quay cho quý vị và các bạn cảm nhận. Vâng, phía sau của sản phẩm đây rất là sáng và bóng luôn này. Điện 120V, 220V, 240W này, 320 PA. Vâng, phải nói là chiếc Omni Fixer 800 ngày hôm nay thì đẹp mỹ mãn rồi, không có điểm chê về sản phẩm này. Tất cả là zin nguyên bản 100% luôn. Vâng, và phía dưới của sản phẩm nhá, thì dưới đáy của sản phẩm cửa hàng cũng... Eo ơi, nặng thế. Vâng, phía mặt dưới của sản phẩm thì cửa hàng sẽ có một video đăng lên, có một những số hình ảnh đăng lên trang của mình luôn. Thì tại thời điểm này thì cửa hàng chưa đăng, nhưng phía dưới của sản phẩm cửa hàng cũng đã chụp buổi chiều rồi. Trắng như trứng cả bóc luôn. Đây, tất cả hoàn hảo. Ôi dồi, quảng cáo hơi quá đáng. Vâng, đây quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một đường viền. Đẹp kinh khủng, xoay gương được trên viền của sản phẩm luôn. Xuôi bay vào ngã luôn.
Vâng, đây là một chiếc Omni Fixer 800T về trong ngày hôm nay. Đây là sản phẩm được cửa hàng đấu giá trực tiếp trên eBay. Và sản phẩm này thì với sự mong đợi của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì khá lâu rồi. Ngày hôm nay mới cập bến với cửa hàng. Vâng, chiếc này thì cửa hàng đấu giá rất là lâu rồi. Và cửa hàng cũng có thông báo với một vị khách hàng cách đây tầm 3 tháng. Và cửa hàng sẽ chắc chắn cửa hàng sẽ mua được một chiếc Fixer 800T đẹp ngất trời. Vì cửa hàng cũng đã có những thông tin về sản phẩm này thì khá là lâu rồi. Nhưng ngày hôm nay là một niềm vinh dự lớn với cửa hàng được sở hữu một chiếc Omni Fixer 800T còn nguyên thùng hộp, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Vâng, đây thùng hộp của sản phẩm này. Tuy sản phẩm này thì cũng đã lâu đời rồi, lâu năm rồi nên thùng hộp cũng có cũ rách đi. Vâng, và một tay thì cửa hàng không nhấc được cái thùng xốp này ra đâu. Không phải là thùng xốp nhé, tất cả là thùng cắt tông. Bên trong thì rất là dày và được bao bọc một chiếc Omni Fixer 800. Vâng, sản phẩm có độ mới 99,9%. Thì ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng một chiếc Omni Fixer 800T. Và như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây là một cặp loa Bose 601 Series 3 còn nguyên thùng xốp về với cửa hàng ngày hôm nay, cũng là sản phẩm được cửa hàng đấu giá trực tiếp trên eBay. Và xin lỗi quý khách hàng, chiếc Omni Fixer 800T cửa hàng xin báo khoảng giá này. Chiếc Omni Fixer này thì có giá là dưới 58 triệu. Dưới 58 triệu cho một chiếc Omni có vẻ đẹp như vậy. Dưới 58 triệu một chút nhé. Vâng, và ngày hôm nay cửa hàng đang hiện diện trước mắt quý vị và các bạn. Đây là một cặp loa Bose 601 Series 3 còn nguyên thùng xốp. Và cắt tono của sản phẩm đây. Một cặp loa Bose 601 Series 3. Giấy tờ sổ sách cũng còn. Đây là sản phẩm đấu giá. Và độ đẹp, độ mộc của sản phẩm thì zin từ gân. Gân zin. Cặp loa thì đẹp không thể chê vào đâu được. Và tất cả những sản phẩm về trong ngày hôm nay thì đều trùng series của thùng và của máy. Zin ngọt mộc 100% luôn. Đây là sản phẩm mà cửa hàng đã đấu giá trực tiếp về với cửa hàng. Những cặp loa Bose 601 Series 3 bên cửa hàng cung cấp những cặp loa có thùng cũng khá là nhiều. Nhưng những độ đẹp của sản phẩm thì như cửa hàng đánh giá thì đều rất là chuẩn xác với những câu nói của mình nói ra. 98% thì phải đúng 98%. 97% là phải đúng 97%. Cửa hàng cũng không tâng bốc gì về những sản phẩm bên cửa hàng đâu. Nhưng đây là những hình thức quảng cáo bán hàng và quảng cáo đúng để cho quý khách hàng lựa chọn dễ dàng hơn thôi. Tất cả thì đẹp zin nguyên bản rồi. Nguyên mộc luôn. Và giá của sản phẩm như những cặp loa như thế này thì tại thời điểm này nó cũng có giá là trên 50 triệu. Trên 50 triệu. Trùng đôi, trùng cặp, trùng series. Và sản phẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay. Vâng, cửa hàng đánh giá với sản phẩm như ngày hôm nay nhé. Cửa hàng thông báo cho quý khách hàng một cặp loa Bose 601 Series 3 cùng với những chiếc Omni Fixer 800T thì đều có độ đẹp 99%. Đều có độ đẹp 99% cho những cặp sản phẩm về trong ngày hôm nay. Và đây một sản phẩm nữa thì đẹp như bóc thùng. Nhưng tại sao lại không còn thùng xốp? Vâng, cửa hàng thông báo cho quý khách hàng ngày hôm nay cửa hàng cập nhật được một chiếc đài Toshiba. Mã của sản phẩm S77. Mã của sản phẩm là S77. Và chiếc đài này thì 100% zin nguyên bản từ A đến Z.
từ A đến Z. Đặc biệt hơn nữa, chiếc đài Toshiba S77 ngày hôm nay đang hiện diện trước màn hình là một chiếc đài được thiết kế một cửa băng cassette ở giữa. Và đặc biệt hơn là chiếc đài này thì có chạy cả auto reverse 2 chiều, rất là hiếm có. Vâng, độ đẹp của sản phẩm thì chiếc đài này cũng có độ đẹp 99%, 99% cho một chiếc đài. Đáng để sưu tầm và đáng để chơi. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng làm clip hơi dài một chút rồi, nhưng cửa hàng sẽ quay lốt chiếc đài này để cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp. Tất cả này, quý khách hàng này. Đẹp. Dã man luôn. Đẹp không tì vết, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Vâng, rất tiếc là chắc thùng hộp của sản phẩm bị bay mất trên đường về. Vâng, và chiếc đài Toshiba trong ngày hôm nay mang mã số S77, được thiết kế một cửa băng cassette phía giữa này. Vâng, chạy auto reverse, ghi luôn trên này rồi. Auto reverse. Đẹp dã man luôn. Thực sự là những sản phẩm về với cửa hàng cũng muốn làm hài lòng quý khách hàng và muốn quay chi tiết cho quý khách hàng cảm nhận chiếc đài. Vâng, quý khách hàng đang được nhìn thấy đây. Quý khách hàng có thể soi gương được này. Phía sau của sản phẩm đây. Quá là ok luôn. Chiếc đài Toshiba S77 được sử dụng điện 100V, hàng Nhật, made in Japan. Made in Japan. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng có cập nhật duy nhất được một chiếc đài về với cửa hàng. Đây là sản phẩm sưu tầm, đáng để chơi và đáng để trưng bày. Một chiếc đài Toshiba S77 có một cửa băng cassette và chiếc đài này thì có auto reverse chạy 2 chiều. Thật sự cửa hàng cũng rất là vinh dự trong thời gian gần đây, và cũng là những khoảnh khắc, những thời điểm cửa hàng đang có những sản phẩm rất là chất lượng, và cửa hàng cũng đã luôn mong chờ những sản phẩm này thì được đến tay quý khách hàng. Quý khách hàng đều ưng ý, và đấy là cũng là những sản phẩm mà được cửa hàng lựa chọn. Tâm huyết của cửa hàng cũng luôn gửi gắm vào tất cả những sản phẩm mà bên cửa hàng đang có để quý khách hàng có thể hài lòng với những sản phẩm của cửa hàng hơn. Thì cửa hàng xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn theo dõi, đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Hạnh để cho cửa hàng có một động lực về audio. Và đây cũng là những sản phẩm mà cửa hàng đã tâm huyết nhất. Vâng, sản phẩm cuối cùng về trong ngày hôm nay, cửa hàng xin thông báo lốt cho quý khách hàng. Ngày hôm nay cửa hàng có về được một bộ tai nghe của hãng Sansui. Bộ tai nghe của hãng Sansui thì duy nhất ngày hôm nay có một cặp. Vâng, một cặp loa, một cặp tai nghe Sansui trong ngày hôm nay về với cửa hàng còn nguyên thùng hộp. Còn nguyên thùng hộp. Vâng, hôm qua thì cửa hàng có về được một cặp Piller kia. Thì vị khách hàng đã chốt rồi và anh chốt cùng với một chiếc đài 939. Thì trong ngày hôm nay tại sao cửa hàng vẫn chưa test chiếc đài 939 cho anh? Bởi vì cửa hàng có làm vài cuốn băng theo chương trình của anh thì chưa về, lên cửa hàng cũng không thông báo
sản phẩm đi trong ngày hôm nay, chờ băng về thì cửa hàng sẽ gửi hàng cho anh luôn một thể. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng thông báo hàng về có những sản phẩm như vậy. Cửa hàng cũng thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh được biết những modem về trong ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng về duy nhất được một cặp loa Bose 601 Series 3 còn nguyên thùng, một chiếc Omnifixer 800TX về trong ngày hôm nay, một chiếc đài Toshiba mang mã số F77 và trong đó có 3 chiếc quạt về với cửa hàng. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Ninh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.